Rồi ok, xin chào các bác. Thì trước đây em cũng đã có một cái clip mà hướng dẫn các bác ẩn ba cái phím điều hướng trên con LG V30 mà chưa rút ấy. Thì hồi đó cũng đã khá là lâu rồi. Thì bây giờ em có cái con LG G8 này này. Đây, các bác có thể thấy này. Đây con LG G8 Hàn nhé. Thì con máy này cũng chưa rút. Và con máy này nó có cái phần điều hướng này các bác thấy này. Đây, nó có một cái phần điều hướng là cái thanh thanh ngang ngang nhỏ nhỏ dưới dưới đáy màn hình như này. Thì lên Android 10 rồi thì cái con G8 này nó sẽ có cái tùy chọn là thanh điều hướng là một cái thanh ngang nhỏ như này hoặc là cái thanh ba cái nút điều hướng như như truyền thống ở đây, nhưng mà em đang chọn cái này thì nhiều bác ấy là thấy cái thanh nhỏ nhỏ này vẫn còn thấy nó đang ngứa mắt thì các bác có thể vẫn có thể ẩn nó đi được nhé. Đây thì em sẽ hướng dẫn ẩn nó đi trên con G8 Hàn và em dùng Win là Win 10 nhé. Đó thì cái cách ẩn nó ấy, cũng tương tự như cái thời con V30 thôi. Thì các bác trước tiên các bác phải tải cái driver cho nó. Thì cái driver này em sẽ để dưới phần mô tả nhé. Thì cái driver này em đã tải về đây rồi này. Đó. Thì khi các bác tải về nó sẽ có 5 cái file để các bác tải ra, cài ra. Thì các bác cài cứ lần lượt từ 1 đến 5 thôi. Thì như máy em ấy, em cài là đến cái số 3 nó báo bị virus thì phải, bị lỗi. Và cái số 5 cũng bị y chang như vậy. Thì hiện tại em chỉ cài được cái 1, cái 2 và cái 4 thôi. Còn cái số 3 và cái số 5 em bỏ luôn. Đấy thì vẫn dùng được nha các bác nhé. Thì các bác cứ cài ra thôi. Đó, tiếp tục là em sẽ làm y chang như cái thời V30 thôi. Thì tất cả những câu lệnh này em sẽ để dưới phần mô tả cho các bác xem nhé. Đó thì bây giờ trước tiên ấy, các bác sẽ phải sau khi cài driver đấy các bác cắm cắm cái dây cáp vào con G8 thôi. Thì các bác chú ý là khi mà dùng cái dây cáp ấy các bác nhớ dùng cái dây cáp nó xịn xịn đi nhá. Nhiều khi các bác dùng cái dây cáp lởm quá nó không nhận máy tính đâu. Đấy, cho nên các bác phải dùng cái dây cáp ngon nhé. Đó, dây cáp này của em cực ngon luôn. Rồi cắm vào. Đó thì khi mà cắm vào nó sẽ hiển thị là các bác chọn cái phần chuyển chuyển tệp hay là chọn mấy cái linh tinh thì các bác chọn chuyển tệp nhé, chọn luôn luôn đi. Đó em để đây để cho các bác nhìn thấy đấy. Và các bác chú ý là giữ cái màn hình con G8 này nó luôn sáng nhé, tại vì khi mà các bác dùng cái lệnh ADB ấy nó sẽ thông báo về cho các bác một cái bảng để các bác chọn để mà xác nhận cho nó ấy. Thì nhiều khi là các bác để cái màn hình nó tối nó là các bác sẽ không thì nhìn thấy cái thông báo đấy đâu. Thì các bác cứ để cái màn hình sáng nhé, chú ý cứ để màn hình sáng thôi. Thì đấy, hiện tại em đang để đây, nó hơi chắn cái màn hình. Đó thì trước tiên các bác cũng cũng vào cái phần cửa sổ này thôi. Các bác nếu mà không thấy gì ấy, thì các bác có thể ấn cái chỗ tìm kiếm này này, cái dấu cái biểu tượng tìm kiếm này đó. Và các bác chọn là run đi, đấy run đi. Đó, nó sẽ ra cái bảng này cho các bác. Đấy thì các bác sau khi ra được cái bảng run này rồi thì các bác chọn là quên viết vào là CMD. Rồi enter. Đó, thì nó sẽ ra một cái bảng màu đen xi này cho các bác. Đó, đây là cửa sổ CMD nhé. Thì sau khi các bác cài driver đấy, các bác nó sẽ nhận thôi. Chú ý là các bác để con G8 nó sáng nhé. Em vừa tắt nó rồi, em mở nó lên. Đấy. Đó. Khi các bác con G8 ok nhé, thì các bác ở đây sẽ có cái hai cái phần, một là phần ẩn không hoàn toàn và ẩn hoàn toàn. Thì các bác nên chọn cái phần ẩn hoàn toàn nhé. Thì các bác có thể thấy này, con G8 của em này vẫn đang là có cái thanh điều hướng nhỏ nhỏ như này. Đấy thì em sẽ copy cái phần ADB ẩn hoàn toàn này này. Đấy, copy cái phần này. Đấy, cái số 130 này này. Đấy, có chữ 130 này đấy. Em sẽ copy vào cái phần CMD. Cái này bị mới cái này cũ đây, cái mờ em vừa làm đây thì các bác copy vào đấy. Thì cái số 130 này các bác ấn cũng được, sẽ ấn enter này, ấn enter này. Đó các bác có thể thấy không, cái phần đây này, chờ nó lên nét tí nhé. Đấy các bác có thấy này, cái phần thanh ngang nó đã hết đi rồi đó. Đấy. Tuy nhiên ấy, thì khi mà các bác dùng cái số là trừ 130 ấy, cái lệnh trong cái lệnh nó có cái số là trừ 130 thì khi các bác chụp cái màn hình lại ấy, đây này, chụp màn hình lại nhé, ấn ok đó.
khi mà các bác chụp màn hình lại ấy, đấy thì các bác khi mà các bác nhìn lại cái ảnh chụp màn hình ấy, nó sẽ bị cắt lẹm một phần ở dưới cái đáy này đó, bác có thể thấy không? Thì các bác nên chuyển cái số 130 thành cái số trừ 50 nhé. Đó, em sẽ tiếp tục em copy lại nhé. Trừ 50 thì nó vẫn ẩn được thôi, và nó sẽ em thấy là nó sẽ ngon hơn. Đây này, có nhìn thấy màn hình nhé. Đó, trừ 30 này, trừ 130 em sẽ đổi thành trừ 50. Đó, enter. Đó, enter rồi. Thì nó vẫn là ẩn cái thanh nhỏ nhỏ đi rồi. Và khi mà các bác chụp màn hình này, chụp màn hình. Đó, các bác chụp màn hình nhé. Các bác vào cái phần xem ảnh lại. Thì đây, nó sẽ cho các bác là khi các bác chụp màn hình ấy, nó vẫn không bị lẹm đi. Đấy, các bác thấy không? Rất là hay đúng không? Còn cái hình trước đây này, cái hình trước là nó bị lẹm đây này, đấy. Đấy, hình trước nó bị lẹm này, còn hình ở cái số 50 này nó không bị lẹm, đó các bác thấy không? Đó. Cái hình trước bị lẹm này, đấy. Thì cái ẩn này cũng khá là hay các bác, tại vì các bác sẽ không phải nhìn thấy cái thanh ngang nhỏ nhỏ dưới này nữa, cũng khá là thú vị. Và khi các bác muốn trở về ấy, thì ở dưới này trở về bình thường ấy, thì nó cũng có một cái lệnh cho trở về bình thường là tất cả các số đều về 000 hết. Thì đây các bác có thể thấy này, em sẽ copy lại nhé. Đó, ấn ở thôi chưa được các bạn. Đó, các bác có thể thấy này. Đây này, em đã trở về bình thường rồi này. Làm lại cho các bác xem nhé. Đây là ẩn này. Bây giờ để cho cái ảnh như nó. Đó, đây là bây giờ là chưa ẩn nha, khi mà ấn enter, phát này. Ấn enter nhá. Đó, ẩn đi luôn. Đấy là số 130 nhé, các bác nên dùng cái số trừ 50 thôi. Còn đây em sẽ dùng cái lệnh mà để nó trở về bình thường. Đây các bác có thể thấy này, nó đang là bị mất cái thanh điều hướng đúng không? Em sẽ trở nó về bình thường này. Đang mất đúng không? Đây, trở nó về bình thường này. Enter này, Đó, các bác có thể thấy đây. Đây, nó trở lại bình thường luôn. Đó, thì cái cách dùng cái máy tính để mà làm ấy thì nó có thể là hơi rắc rối với nhiều bác, nhưng mà em thấy cũng khá là dễ thôi. Nhưng mà các bác có thể dùng cái phần mềm gì đó em không nhớ, nhưng mà hiện tại em đang biết mỗi cái cách này, cho nên các bác nào mà khó chịu với cái thanh điều hướng nhỏ này, các bác có thể dùng cái cách này cũng được nhé. Và cái cách này nó không bị cái lỗi gì đâu, các bác cứ làm thoải mái đi trên bất kỳ con máy nào luôn, không chỉ riêng Samsung, à quên, không phải riêng LG, có thể làm trên những cái máy Android khác. Thì các bác cứ thử đi, chứ em cũng không có nhiều máy nên em không 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 test được. Thì cái này nếu như các bác mà làm được mà ẩn được rồi thì nó sẽ có cái phần để mà trở về bình thường, nên các bác không lo đâu. Và nếu các bác không làm được mà lỗi gì đó thì các bác chỉ cần là khôi phục cài đặt gốc là nó lại về vị trí cũ, nên chứ không không sợ nhé. Cái này rất là an toàn, chỉ là mất công là các bác phải lên máy tính các bác làm tí thôi. Đó, thế thôi. Rồi, ok, chào các bác.